Rồi bây giờ mình đăng ký tên mình miễn phí, mình vô trang web là myphenom.com mình ha. Sau đó sau khi đăng ký tài khoản bằng sử dụng cái account của Google, đăng ký tài khoản sau login vào. Đó, login vào được vậy thì mình sẽ vô cái phần là service nè. Đăng ký new tên miền mới nè. Sau đó mình mới muốn tên miền gì mình gọi đây, tên miền miễn phí nha. Bây giờ tôi muốn tên miền Thanh Điền đi. Set nè. Đó. Set thì nó sẽ thông báo cho mình tên miền Thanh Điền .tk.ml.ga.cf nè. .gq là miễn phí nè. Những cái tên miền dưới đây là có phí nè. Đó, ví dụ vậy. Mình sẽ đăng ký tên miền miễn phí đây, free. Nè, mình chọn vô. À, chọn vô và sau đó mình check out. Nào, miễn phí đây nó cho mình miễn phí bao lâu, ví dụ muốn miễn phí 1 năm á, thì như đây đó, miễn phí 3 tháng, 6 tháng, giờ đăng ký miễn phí 6 tháng đi ha. 6 tháng free này nó có nè, có 11 tháng đi đó, ví dụ vậy. Rồi còn tình yêu rồi mình mới vào là complex order xong, mình có tên miền cho khoan, đồng ý chứ, đồng ý chỗ này nó mới được complex. Đó. Rồi khi mình đăng ký mình nhớ cái lưu ý, tại vì khi mình đăng ký ở đây á, đăng ký á thì tại vì lý do là đây sao đây, lý do là trong cái IP này nè, cái địa chỉ IP này nè, chỗ đây là từ đồng ý rồi. Bấm vào edit edit account detail nè. Mình đăng ký nó báo lỗi cho mình chưa khai báo những cái địa chỉ thông tin tài khoản ở đây, mình sẽ khai báo lại nha. Địa chỉ lại hay báo đợi, khai báo báo lại địa chỉ này hay sao? Update. City. Đó, mình đăng nhập những cái thông tin cá nhân của mình ấy, rồi địa chỉ, thành phố, công ty nhập nha. Rồi, nhập xong rồi mình mới quay vô lại cái phần service ký tên miền. Mình ký tên miền ha. Rồi, hết. Rồi, mình đăng ký lại sau khi mình chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, những cái thông tin cơ bản ha, mình đăng ký lại ha, không select lét này để mình mua ha. Rồi check check out luôn. Rồi còn tin yêu, đăng ký 3 tháng rồi. Rồi, đồng ý. Rồi, không lét nha.
Và sau khi đăng ký thành công thì nó ra cái bảng này là đăng ký thành công đúng không? Đó, mình click vô đây để mình coi cái mình xem. Đó. Rồi đăng ký thành công thì mình sẽ vô cái phần My Domain nè. Mình sẽ thấy cái tên miền của mình quản lý đây. Đây được cái tên miền quản lý đây. Nha. Thành công. Ừ. Tóm lại nè, khi đăng ký cái này nè là mình đăng ký về nhà đăng ký mới được. Tại ở lớp á, nhiều người đăng ký một lúc thì nó sẽ bị chặn lại. Chặn lại cho nên về nhà. Nếu như ở đây muốn đăng ký được, sử dụng 4G phát wifi ra trên cái máy của mình thì mình đăng ký có thể được. Tại 4G thì nó không ảnh hưởng. Tại sử dụng wifi trường thì nó sẽ bị ảnh hưởng, là nhiều người đăng ký lúc không được. Khi đăng ký nhớ là mình sẽ vô cái chỗ là Edit Account Detail nè, để nhập đầy đủ những thông tin về địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ và thành phố. Nha. Rồi công ty, nha, ví dụ đây, và đăng ký nó mới được. Nha. Đó những lưu ý, đăng ký tài khoản, mọi người đăng ký với tài khoản, đăng ký một tên miền để mình làm website nha. Đó. Rồi.